Chào các bạn, trong tập trước thì mình đã đi mai để tìm thêm khoáng sản, đặc biệt là sắt, và mình đã chế tạo được những ổ súng tự động để bảo vệ căn cứ của mình. Mình đã dũng cảm vượt qua được các ký sinh trùng mà không sợ sệt một chút nào cả, và mình đã tìm được rất nhiều khoáng sản. Trong tập này thì mình sẽ tiếp tục bán hành cho các ký sinh trùng để bọn chúng biết thế nào là lễ hội. Và cũng trong tập này, mình đã tìm được một tòa thành đặc biệt, rất thích hợp để chọn làm căn cứ tiếp theo. Và không liên thiên nữa, chúc các bạn xem video vui vẻ. Tại mình có đào một cái tầng hầm như thế này đó các bạn. Nó hơi nhỏ đúng không? Đây, thì tại sao mình lại đào cái tầng hầm này thì mình sẽ đi vào vấn đề luôn. Đó chính là sao mình quên rồi ta? Chính là mình mình sẽ dùng cái tầng hầm này để mà mình nuôi những cái con heo các bạn. Đó, không phải con heo nữa, mà là miễn là sinh vật là được. Đây, thì mình đào từ ngay cái chân cầu thang xuống chỗ này. Đó, các bạn thấy hợp lý không? Để mình nuôi. Đây các bạn. Đó, chỗ này thì chúng ta sẽ dành một căn phòng nhỏ thế này nuôi các sinh vật. Tại vì mình nuôi trên mặt đất rất nhiều lần rồi, tụi nó đã chết bởi vì một cái lý do rất là kỳ cục, là tụi nó bị lây nhiễm hoặc là tụi nó vô tình biến mất. Mình cũng chả biết lý do vì sao luôn. Đó, nên lần này thì mình đem nó xuống dưới đây thì nó sẽ an toàn hơn. Và với một điều nữa là mình sẽ đặt tên cho từng con luôn, thì mình nghĩ là các sinh vật này nó sẽ không bị despawn. Đó, thì sẽ ok hơn khá là nhiều. Thì ở đây thì mình sẽ cần làm thêm cho mình một cái bàn chế tạo. Đây. Và ở đây thì mình sẽ cần làm thêm cái cầu thang đó mà bắt lên trên các bạn ơi. Đây. Ok. Như thế này, chúng ta sẽ bắt lên phía trên. Ở đây thì mình cần 9 cầu thang chắc là dư rồi đấy. Đủ không ta? Dư rồi. Ở đâu? Vừa đủ rồi nè các bạn. Đây và hiện tại là trời đang mưa các bạn ơi. Và ở đây thì ngoài kia có một cái con con gì đó nó đang gác cổng kìa. Ở đây thì mình nghĩ là mình sẽ thay đổi cái khu vực này. Đây, bằng cái hắc diện thạch cho nó an toàn các bạn ơi. Và ở đây thì mình sẽ cần lấy thêm một sắt nữa. Để làm gì? Để mình làm cái tấm áp lực. Đây, cái tấm cảm lực ấy. Như thế này, để mà chúng ta đi ra đi vào cho nó dễ. Ngoài ra thì ở đây, đó, mình sẽ cần làm thêm cái nút ở ngoài. Để mình giết con này cái đã. Ok, các bạn thấy chưa? Ui, đó, nó nổ kìa, nó sẽ rơi ra mấy con Raptor. Ui, ghê quá vậy. Ủa, các bạn thấy không? Nè, nó có cái mấy cái khói bốc bốc lên nè. Mình nghĩ cái này chính là, ủa ngoài kia có con gì vậy? À, con zombie. Mình nghĩ cái này chính là cái lây nhiễm ở trong cái phiên bản này đó các bạn ơi. Con Raptor trên đầu trên đây đúng không? Chết mà đi. Ôi, giật mình. Trời ơi. Ok, để mình giết cái con này cái đã. Chạy. Chạy qua nhà. Oh my god. Hơi giật mình các bạn ơi. Con nó ở đâu ra vậy? Mình còn một cái dự án nữa. Lột một cái ý tưởng nữa. Đó chính là mình sẽ bắt những cái con zombie bị nhiễm ấy. Mình để vào trong đây và mình cho nó là thành viên của bảo tàng đầu tiên. Đó, thành viên đầu tiên của bảo tàng chứ. Chính xác là như vậy các bạn. Ok, chỗ này nguy hiểm quá à. Mình không nên ở lại đây nữa. Ok. Thì ở đây có lẽ là mình cũng sẽ cất những cây súng này luôn. Ok, mình cất mấy cái này cái đó. Đây, giữ lại tấm vàng. Mình nghĩ mình sẽ cất cây súng này đi. Không để đây đâu các bạn. Nó không bắn được những cái con quá cao. Nó chỉ bắn những cái con thấp thấp thôi. Và ở đây thì khi nào mình cần thì mình sẽ đặt nó ra. Hoặc là mình sẽ đặt nó ở tầng trên thì nó sẽ hợp lý hơn khá đấy. Tạm thời mình cất đi ha. Khi nào có trăng máu thì mình sẽ đem cái này ra. Tại vì để lâu ấy, để lâu là nó cũng sẽ bị biến thành các ký sinh trùng đó các bạn. Mình đã thử nghiệm rồi và mình bị rồi nên mình mới biết. Ok. Và ở đây thì theo như mình nhớ là nó có, đây nó có một cái hang ở đây nè các bạn ơi. Cái tầng hầm gặp cái hang rồi hơi toang ấy. Ok. Ui, trời tối mà không có lúc mua nè. Ủa, còn một con đầu bươn nữa nè. Mình gọi con này con đầu bươn nha các bạn. Tại vì nhìn nó rất là to và nó rất là nổ rất là mạnh đấy. À, come here. Nè, one hit này. What? À, skeleton với chúng tôi à. Con còn lại đâu rồi? Sao mình đánh nhau kém thế nhờ? Mình BBB đúng kém luôn các bạn ơi. Kém thiệt sự. À, nắp à, làm sao mà mình trốn được tao hả? Ok, mấy con này thì không đáng sợ cho lắm. Nhưng mà mình hơi ngại nó sẽ có mấy con nó xuất hiện bất ngờ ấy, như là mấy con long arm ấy. Thì mình sợ mình trở tay không kịp thôi. Ok. Ôi, một hit mà không chết à. Hiện tại thì mình đang có 35 level rồi các bạn, để mình cố gắng mình farm thêm con này. Ôi, được 36 luôn rồi, sao mình chạy. Để làm gì các bạn, thì chắc là mình tập này mình sẽ dùng 36 level này. Mình enchant một cái vũ khí mới, nó có tầm đánh xa hơn, đó chính là cây Hornbird ấy. Ok. Thì hiện tại thì mình sẽ đi đường này. Đây, để mà lên tầng hầm của mình. Đó, mình sẽ chế tạo một cái cây Hornbird.
mới. Cái cây của mình thì mình enchant nó rất là tệ. Ok, với 36 level này thì mình nghĩ chắc là đủ với nhau. Rồi, hiện tại thì không có đêm trăng máu các bạn ơi. Và ồ, hình như cái mưa này là từ đợt trước đúng không? Mình cũng chả nhớ nữa. Ở đây có một con này, mình giết nó cái đã. Chết đi, hình nó chết rồi đấy. Ok, chính xác 100%. Mình đang siêu cực kỳ muốn chế tạo được cái cây này đúng ấy. Nhưng mà nó khó quá các bạn ơi, chính là cái cây này. Khó thiệt sự. Làm sao để tìm được mấy cái này đây? Ở đâu? Làm sao để tìm được những cái Long Arm Armor Fragment này đây? Thực sự là siêu khó đấy của mình. Mấy cái nanh thì mình cần bao nhiêu cái nanh ta? Cái này không có cái nanh. Đây, chúng ta cần hai cái nanh này thôi. Ủa, cái tụi này nó nổ bùm bùm ngoài đây nè. Ok, thì lần trước tụi mình đã có chế tạo một cái cây Hornbird rồi. Chắc các bạn cũng biết đúng không? Chính là cây này và nó có cái dòng hại thay ma 4. Nên là mình thấy nó khá là yếu. Nên lần này thì mình muốn chế tạo một cái cây Hornbird mới. Thì nó sẽ cần 4 viên kim cương ấy. Với lại một cái pole. Cái pole thì chúng ta sẽ chế tạo một sợi chỉ và 3 stick đúng không? Theo mình nhớ là như vậy. 1, 2, 3. Đây, chúng ta có một cái pole và mình sẽ chế tạo luôn một cái Hornbird mới. Đây. Tại cái cũ bây giờ chúng ta không dùng được gì đâu. Nên mình sẽ cất đi thôi. Thì sẽ có bạn hỏi mình là sao không dùng sao anh sẽ không dùng đá mài để mà xóa phù phép nó đi. Thì đây sẽ là, mình xin nhắc lại nha. Đây là phiên bản 1.12.2. Thì nó sẽ không có công thức của đá mài đâu. Nên chúng ta phải bắt buộc chế tạo cái mới thôi. Ok, thì đây mình có. Lạnh quá vậy. Lạnh vậy. Mình nung tạm gỗ lên nha các bạn. Để mà thứ nhất là chúng ta lấy than gỗ để mà làm cái miếng lọc luôn. Và thứ hai là để cho thân nhiệt của mình tăng chút xíu. Ok. Mình sẽ in trên cái này. Chúng ta sẽ cần lưu ly và thêm một vài quyển sách ở đây. Đây, tầm 6 quyển đi. Rồi, lưu ly đây. Chính xác. Để mà chúng ta in trên các bạn coi. Rồi, như thế này mình nghĩ chắc là đủ rồi đấy. Ok. Thì bây giờ mình sẽ xem coi. Sắc bén 4. Gây trái 2 à. Thôi, gây trái 2 mình không lấy nha. Đây chúng ta. Cái này là sắc bén 4 đấy các bạn. Nhưng mà mình đã bị một lần rồi. Cái dòng chữ tiếng Anh thế này thì chúng ta sẽ không enchant vào được cái cây vũ khí của chúng ta đâu. Nó sẽ enchant vào những cái vũ khí của cái mod Spartan thôi các bạn. Đây chính là cái mod này nè. Đó. Đây. Những cái mod liên quan tới cái này các bạn. Tại vì theo mình nhớ là như vậy nên mình sẽ không mạo hiểm chế tạo cái này đâu. Ở đây thì mình sẽ reset nó thôi. Ok, mình đẩy lên. Chậm hỏng 3 à. Nó hơi mạo hiểm ấy. Nhưng mà mình không lấy đâu. Mình cần sắc bén để mà tăng cái số lượng đam lên. Hiện tại thì mình sẽ reset tiếp. Đây. Một cuốn sách sắc bén 3 các bạn ơi. Lấy. Mình nghĩ nên lấy đi. Sắc bén 3 thì sắc bén 4 ngon hơn ấy. Nhưng mà vẫn nên lấy các bạn. Ui. Cái dòng lửa này mà ghép cho cây cung là tuyệt lắm này. Không lấy không được các bạn. Oh no. Làm sao đây? Phải lấy thôi. Cái dòng lửa này nó rất là có lợi luôn ấy. Nó có lightweight 3 nữa này. Ok, và cái này lên bây giờ là sắc bén 5. Ủa, sắc bén 4 này. Nhưng mà mình đang thiếu một level. Có lẽ mình đi farm thêm đi. Rồi mình có level rồi mình quay lại sau ha. Đây, mình sẽ cất cái hai quyển sách sắc bén này. Đây, sắc bén 1 và sắc bén 3 vào trong đây đi. Ủa, nó có gây trái 2 luôn à. Tuyệt nhờ. Nhưng mà không cần. Đây, cái gia tài này. Cái dòng này để xem coi mình có thể dùng gì trong đây không. Đây, một sắc bén 3. Vậy là mình đủ sắc bén 4 rồi này. Vậy mình nghĩ là mình có còn enchant không? Không các bạn. Mình nghĩ mình lên level thì mình sẽ có được cái dòng sắc bén 5 luôn ấy. Ok, chúng ta cần một level nữa thôi là xong. Hiện tại thì chưa cần nhá. Bây giờ có lẽ là trời không có mưa này. Ủa lộn, trời không có lúc mưa này. Mình nghĩ là mình nên bay ra ngoài để mình đi farm thêm chút xíu. Cánh của mình gần hư rồi. Quên nữa. Không biết là mình hiện tại thì có thể chế tạo được cánh thiên thần không? Được ấy, nhưng mà chúng ta không có lông. Mình nghĩ là mình sẽ cần đi farm lông. Farm lông thêm. Ok, có lẽ bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài chút xíu các bạn. Trước khi đi ra ngoài thì mình đợi trời sáng rồi mình đi ra luôn cũng được các bạn, cho nó an toàn. Ở đây thì mình đang muốn gọi là trồng thêm. Chính xác, trồng thêm một số cái trái cây. Lần trước thì mình có lấy khá là nhiều cái berry này. Cái này thì nó sẽ giúp mình đỡ đói phần nào nên mình sẽ trồng nó ha. Chứ là mình chưa trồng được các bạn. Làm sao để trồng cái quả berry này đấy các bạn? Mình cũng chả biết công thức nữa. Berry. Đặt xuống. Không được. Không trồng được berry à? Hay là cuốc đất thì mới trồng được. Mình thử mình lên trên nhà mình lấy cái cây cuốc cái đó. Để xem coi chúng ta trồng được cái cây berry này hay không. Ok. Đây, chính là cây cuốc này. Đó, để xem coi nhá. Berry có trồng được không? Berry, không được.
no way. Thôi xong rồi. À, mình nghĩ là mình sẽ cần nhân giống một vài cái trái cây, cà rốt này. Lúa, lúa hiện tại thì mình chưa cần. Mình cái cà rốt khoai tây. Ờ, cà rốt với khoai tây thì mình thấy nó được hơn ấy. Ok, chúng ta sẽ dùng cà rốt khoai tây ha. Ở đây còn khá nhiều lúa thì mình có thể làm được bánh mì. Ok, cũng cũng không tệ. Ngoài ra thì để xem coi mình có thể trồng thêm được cái loại gì nữa hay không. Mía thì vẫn có này. Ok, giờ mình nghĩ là mình sẽ trồng chắc là mấy cái loại này thôi. Ờ, mình bỏ bỏ lại cái cây cuốc ở đây rồi. Ở trời gần sáng rồi đó các bạn ơi. Đây, mình sẽ cuốc thêm hai ô nữa. Đặt hai. Á, à, mày chơi à, mày chơi đánh lén à? Các bạn thấy nguy hiểm không? Ví dụ con đó mà không phải là con Brutal là mình đi đời rồi. Đó. Tạm thì trồng như vậy đi. Bỏ cho mình cất cái này đi. Cất mấy cái này đi ha. Thuốc đồ. Mình nhớ là mình có một đương thuốc ấy. Lai quay và lửa này, ta cứ để tạm ở đây đi. Thì ở đây thì mình sẽ cần gọi là múc nước để mà chúng ta lọc nước để mà uống nữa. Ok. Có nên làm đồ lọc nước ở đây không? Ở đây thì mình có hai này. Mình còn thêm than gỗ nữa. Ok, như đây chắc đủ. Ui da, mình lỡ táp ra ngoài rồi. Không sao, không sao, không sao. Đây, chúng ta sẽ có cái này. Mình có thể lọc nó và mình uống thôi, đơn giản. Ok, bây giờ thì mình sẽ cần bay đi chút xíu. Mình sẽ đem ra cánh lửa theo các bạn. Để khi nào mà cánh này hư thì mình gọi là chế tạo cánh, ở dùng cánh lửa luôn. Để xem coi mình có thấy con gà nào không nha. Mình sẽ farm một ít con gà đi. Đây 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 có một. À, cái thằng này đang hái hoa bắt bướm đó các bạn. Mày hái hoa bắt bướm à, cho xin ít kinh nghiệm nào. Mình đang cần level 30. Có một cái rương. Có cái rương này. Ok. Đăng ký có một con gì này. Ok, để mình farm thêm tụi này các bạn. Tụi này nhiều quá. Chúng ta mình nghĩ là mình lên được level 30 ấy. Ok. Ok, ok. Ôi da. Vậy em cũng khiều mình được một cái nữa. Ok. Gần được rồi này. Cái rune này có gì đây? Rune TNT các bạn. Biết ngay mà. Trời ơi. Nó chơi như vậy luôn ấy. Xém xíu mình đi rồi. May mà mình nghe được cái tiếng xì của nó đó. Mình ăn miếng này cái đã. Nguy hiểm thiệt sự các bạn. Ủa, sao nó lại gài bơm TNT ở đây ta? Nè, mình muốn trồng mấy cái cây như thế này nè, làm sao để trồng đây các bạn? Mình chỉ hái được thôi, mình không có trồng được. Mình chỉ hái được mấy quả berry này thôi. Cái chỗ này cái chỗ bột xương thôi các bạn. Ok, mình giết nốt con này cái đã. Ok, tới đây nào thằng nhóc. Ủa, mấy cái này mình chế được đôi cánh bướm, cái thứ ấy. Hình như là như vậy ấy. Ok, mình cần search cái công thức của Win cái đã. Ok, chúng ta được nửa ấm kinh nghiệm rồi. Qua đây, ái ui. Qua đây mình xử lý nốt mấy cái thằng này. Come here. Ok. Kinh nghiệm của tôi. Yes. Gần được 30 rồi. Ui. Ok, qua bên đây xem sao. Cái chỗ mà nổ lúc nãy đây nó có rơi cái đồ gì ở đây để mình có thể lấy được hay không. Nát tan hết trơn luôn. Mà gài nhau mà. Ok, mình nên cẩn. Đó. Các bạn thấy chưa, những cái sinh vật gần chúng ta vô tự nhiên nó sẽ biến thành những cái con này nè. Và không biết vì lý do nào luôn. Nó không hề bị lây nhiễm nha các bạn. Ôi, bên kia có một con heo rừng. Mình bắt nó về nhà đúng không? Ôi, có mấy con cáo này. Mấy con này thì mình không có nuôi nó được ấy. Mấy cây là cây vụ này thôi. Ok. Mình cần tìm mấy con gà. Để mà lấy lông gà làm thêm đôi cánh thiên thần cho tập này các bạn ơi. Cánh thiên thần hơi khó. Ui. Gì đây? Ở trước thì mình thấy cái này rồi thì phải. Cái chỗ bình thường mà nó cho mình đá phát sáng. Nó chả có gì hết các bạn ơi. Ở đây không có một cái gì luôn ấy. Rất chi là bình thường. Có mấy con gà tây này. Có khi nào nó sẽ cho mình có lông không? Yes, có lông. Ngon. Ngon lành. Ok. Chúng ta có được 11 lông. Chú cha ơi, mình giết con gấu này không? Bên kia là gì vậy? Không, bên kia chả có gì cả các bạn. Nó là một khu rừng này tiếp luôn. À quên nữa. Lần trước mình có thấy một cái công trình nào mà nó y chang cái tòa tháp của mình đâu bên đây này. Có nên qua xem không? Chắc không có gì đâu. Mình sợ mình bị lạc đường quá các bạn ơi. Chết ái. Ui, đói rồi. Ok. Không biết mấy con cáo nó có ăn thịt gà không ta? Mình đem cái thịt gà này qua mình bắt mấy con cáo thì sao? Ok, bay theo đường này đúng không? Mình gần hết thức ăn rồi. Bây giờ lương thực nó lại bắt đầu quan trọng dần với lại mình rồi nè. Hồi nãy mình có thấy một vài con cáo ở đây. Đây. Chính xác.
Để xem coi là nó có ăn cái thịt gà không nha. Hey, gà nè. Có hả? À không. Không các bạn ơi, không 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 không. Nó chỉ nhìn mình thôi. Mấy con cáo này nó chảnh quá. Ok để xem ha. Chúng ta còn có con ký sinh trùng không? Mình đang lên level 30 rồi mình về luôn. Mình đủ chế tạo đôi cánh thiên thần rồi nè. Tập này mình test đôi cánh thiên thần thử. Ok. Đi sâu vào trong đây thì mình nghĩ nó sẽ có mấy con ký sinh trùng để mình farm thêm nè. Đây. Hay là mình dắt một con về nhà làm cái bảo tàng của mình luôn các bạn. Các bạn thấy hợp lý không? Cái này vô. Ok. Ok, kinh nghiệm. Gần được 30 rồi, mình lên 30 trước cái đã rồi tính. Ở đây có vài thành viên này, hình như là mình chỉnh trên tầm nhìn đang vừa mà. Ủa nhiều quá vậy. Nhiều đấy, nhiều đấy, nhiều đấy. Ok. Hai hit là một thanh niên đi rồi các bạn ơi. Ok, một cái bacon nó mọc lên đâu đây. Một cái bacon nó mọc lên đâu đây. Mình đang bị phân tâm quá. Mình chưa chết nữa hả? Mình lên được level 30 rồi. Đâu? 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 Ok. Mày. Ai vậy? Ai ui. Với cái bacon, với cái bacon. Bacon với chúng tôi à? Ok. Ở da, mình bị mất tập trung quá. Ok, chạy thôi. Mình nghĩ là mình đủ level đấy. Hay là mình bay về đi các bạn. Từ từ mình tính sao lại cái con zombie đầu tiên nhờ. Hay là mình dắt một con về luôn. Các bạn nghĩ sao? Ok, ở đây có một con. À, mình dắt con dân làng về. Ok, mình sẽ dắt con dân làng này về nhà nhá. Ok, được, được ấy. Nhưng mà trước tiên thì mình cần giết cái con này. Đây, dắt con này về nhà đi. Và mình sẽ cho nó vào trong cái khu vực này của mình luôn. Nó vào chưa? Nó bị kẹt. Tới đây. Vào đây, vào đây. Ok, ra được không? Không ra được. Bị gài rồi bạn ơi. Ok. Và đây chính là thành viên đầu tiên trong bảo tàng của chúng ta. Ok. Mình sẽ lấy một cái nem chắc mình đặt tên sau ha. Bây giờ mình cần vô đây trước. Mình enchant trước rồi đó. Mình enchant trước các bạn ơi. Nếu không là mình không đủ level đâu. Đây. Chậm hỏng ba thấy chưa? Như vậy thì chúng ta tiện hơn này. Bây giờ thì mình sẽ lấy hai cuốn sách sắc bén ra nha. Ok. Thôi chờ để kém mấy cái miếng thịt đây được không? Cũng được đi. Ok. Thì chúng ta sẽ lấy cuốn sắt bén ba ra. Where's? Một cái nè. Hai cái. Ghép hai cái này lại với nhau thì chúng ta sẽ có một cái sắt sắt bén 4. Đây. Và cái này thì mình ghép cho cái cây này. 10 level chúng ta có thêm một dòng cây trái nữa và sắt bén 5. Kinh dị chưa? Ok, hồi nãy mình có một cái dòng lửa đúng không? Ok, trước tiên thì mình cần nem sắt. Sao cái này lại ở đây nhỉ? Ok. Mình sẽ đặt tên cho con này luôn. Không được, đặt tên theo bảo tàng thì mới hay các bạn ơi. Cái này thì mình cất đi ha. Mình nhớ là mình còn nem thác mà thì phải. Give me some. Đâu ta? Ở đâu rồi nhờ? Nem thác. Không còn. Mình để đâu rồi? Mình nhớ mình có 7 cái ấy. Ở đây chăng? Không lẽ mình đặt tên cho nó bằng cái tên này luôn nhờ. Đây, 7 cái này đây. Xin lỗi các bạn. Thì mình sẽ đặt tên cho nó là... Ok. Thì tên của nó như là tin mod thôi. Đặt tên vậy cho nó hay. Tên theo mình nhớ là... Infected... Ok, hình như là như vậy nè các bạn. Chính xác. Ok, như vậy đi. Đây, mình sẽ đặt tên cho nó thì mình nghĩ nó sẽ không biến mất đâu. Chúng ta sẽ có thành viên đầu tiên ở khu vực này. Ben. Yes, hello. Con này nó cũng gọi là mất một ít máu rồi, nhưng mà không sao. Rồi. Good job, xin chào. Mà mình nghĩ là mình sẽ nghe cái tiếng kêu của nó gọi là dài lâu luôn ấy. Nó hơi cực chút xíu, nhưng mà không sao. Hiện tại thì mình sẽ cần enchant cái dòng lửa cho cây cung cái đã. Đây, dòng lửa này thì nó sẽ mạnh hơn khá khá nhiều ấy. Không biết là nó cần bao nhiêu level nữa. 3 à. Ok, được. Good job. Rồi, bây giờ mình có cái dòng này sắc bén 5 các bạn nhìn nè, 17 dam. Cái này có 8,5 dam à. Và cái này nó chém xa hơn nữa, rất là tiện cho mình luôn. Đó. Ok, good job. Good job. Cất cái này đi luôn. Quên nữa. Mình sẽ cần chế tạo thêm một đôi cánh mới. Yes. Hai cái lông. Một kim cương thì phải. Một kim cương.
và một cái fairy dust, đúng không? Để xem, một kim cương thôi. Chính xác. Và 4 vàng. 4 vàng thì lại chuyện nhỏ luôn. 2, 3, 4, rồi. Thế là chúng ta có đôi cánh thứ 3, Angel Wings. Đôi cánh thiên thần các bạn. Yes. Mình là Red Thiên Thần, trong thân hình ác quỷ, kiểu là đầu đen nhưng mà cánh trắng các bạn. Các bạn thấy chưa? Cái cây nó dài không? Đó, mình nghĩ là mình có thể chém mấy con quái từ rất xa, và mình có thể gọi là farm mấy con quái từ các vị trí ở đây được nè. Đó, như thế này nè các bạn. Các bạn thấy tiện không? À quên đó các bạn ơi, trời cũng gần tối rồi. Hay là mình tranh thủ mình đi bắt thêm động vật về các bạn. Mình nghĩ là nên tranh thủ ấy, nhưng mà trời gần tối luôn rồi. Cái này mình đi không kịp ở đâu. Thôi chắc là mình nên test down thôi. Đó, thấy chưa? Vừa nói cái Blood Moon rồi. Thôi, mình không ra khỏi nhà đâu các bạn ơi. Hay là test đôi cánh một cái thôi. Mình đang muốn test quá. Ok. Yes. Red Angel. Yes, mình sẽ là giải cứu thế giới này các bạn ơi. Ok, ra đây mình lấy thêm lông không ta? Ở đây có một vài con zombie này, mình test một cái. Ok, mặc áo giáp này vô để cho nó khỏe khỏe chút xíu. Mấy con kia nó sẽ chạy qua đây thì mình sẽ khều nó một hit là chết đó các bạn. Một hit thôi nè, một hit thôi là một con à. Ủa đâu phải các bạn, không phải. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì đúng rồi, một hit thiệt. Nhưng mà phải chờ cho nó bị cháy nữa. Ok, để xem nhá, còn con nào không. Ui trời tối rồi, có hơi liều không ta. Băng cánh vô. Ok, để xem coi. Hiện tại thì có cái con nào spawn vào đây không? Mình ra ngoài đây mình giết tụi nó. Hiện tại loot moon mà nó hơi căng ấy. Ok. Đừng kiếm con nhện. Zombie à? Lâu lắm rồi mới gặp zombie các bạn ơi. Đấy các bạn, những con long arm bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. 17 đam, sắc bén 5 mà sao chém không đau vậy ta? Oh no. Đừng có bay theo tao nhá. Ok. Rồi, về nhà thôi các bạn ơi. Mình sẽ ở trong hệ thống phòng thủ này của mình. Ok, mình sẽ đem hai cây súng lên tầng 2 luôn đi. Ok, hai cây súng của mình đem lên tầng 2 luôn. Đây, mình bỏ cái này ra. Thì để xem coi bây giờ mình farm mấy con này ha. Cho mấy con này nó lọt vào đây đi. Mình xem coi farm có ổn không. Đứng chém có sao không. Không biết ở vị trí này đủ chưa nữa. Mấy con kia xuất khách. Khách ế thế nhờ. Có vẻ hơi ế đây. Ok, lên đây thì mình sẽ đặt hai cái súng đâu trên đây đi, hợp lý hơn khá nhiều ấy. Ở đây chăng, các bạn thấy đặt súng ở đây hợp lý không? Hợp lý ấy, mình thấy không có hợp lý ấy. Đặt súng ở đây. Ok, hơi liều nhưng mà tao cứ đặt đi. Ở đây thì nó có thể bắn được xuống dưới, hay là các bạn thấy ở đây, mình sợ để nó ngoài thì nó mau hư thôi. Nhưng mà thôi, tối nay thì mình sẽ test một cây để đây đi. Ok, và để cho nó bắn ha. Còn nếu không được nữa thì thôi, không được nữa thì mình sẽ rút kinh nghiệm. Mình chừa một cây đi. Ok, và mình sẽ dụ bọn quái tới đây. Thì súng nó sẽ dự bắn chung với mình luôn. Đó, các bạn thấy chưa, sét đánh rất là nhiều luôn. Đây, người bạn đầu tiên. Không ngờ là người bạn đầu tiên của mình lại là cái con bị nhiễm này, cái con ký sinh trùng này. Đó, nó bị bắn kìa. Tới đây nào. Đây là thanh niên long arm này, nó bị bắn xoáy quay hàm đó các bạn thấy không. Mấy con kia nó chạy vô đây ta? Nó không chạy vào đây nhờ. Chạy vào đây đi bạn. Bạn Hiền ơi. Ế quá các bạn ơi. Không nhận là cái dịch vụ này hơi ế đấy. Mình có nên làm thêm một cái chỗ farm ở bên hai cái tàu tháp ở đây không các bạn? Nè tụi này nó bắn phụ một cái đi. Không được. Ok, mình lên tầng 2 mình bắn phụ cây súng của mình. Ok. Mày. Ui nó chưa chết các bạn ơi. Ôi có vẻ như nó có thể phá được súng ấy. Có một con lọt vô. Ok, farm thử nha. Được, chém ở đây là đủ rồi các bạn. Có nghĩa là mình sẽ không bị tụi này tấn công đâu. Ngon lành, mình sẽ đứng đây mình chém. Nhưng mà mình sẽ không nhìn thấy được máu của tụi nó ở đường này. Ok, ở cái chỗ này thì mình nghĩ là an toàn cho mình đó. Hình như mình chém không trúng đúng không? Trúng mà. Bị cháy là trúng rồi. Ồ, tụi nó đang bị cháy liên miên. Có rơi cái long arm nữa không? Không à.
Thế từ từ, cái mình lại gần gần xem. Tầm này được chưa? Okay, tầm này mình nghĩ là được nè. Ai, chém nó thôi. Nhưng mà cầm khiên bên tay trái thì nó sẽ hơi nguy hiểm. Đây, ủ chém một lần mười mấy má, các bạn thấy không? Các bạn thấy ghê chưa? Con này nó không bị chết vậy? Đây, đây nè. Ui da, đau quá đi á. Đau quá các bạn ơi. Ờ rồi xong. Xong luôn. À vẫn còn cây súng, Ờ chết rồi. Cái con bụng bự kìa. Nó có thể phá được nhà mình. Ok, ái ui. Đào đấy chàng trai. Ok, mình ăn thêm trái táo vàng nhá. Cái đồng đánh của nó sao quá các bạn ơi, mình bó tay rồi. Giết con này trước, giết con này trước. Rồi luôn. Tới cái ngưỡng rồi, tới cái ngưỡng của nó rồi, mình không thể giết được nó nữa. Không biết có loại mod hay không nữa, như vậy thì hơi khó cho mình rồi. Chém không vào máu luôn. Con này thì sao? Trời cũng đã sáng đó các bạn ơi, và thành quả của mình sau đêm đó là mình đã giết được một hai con thì phải. Ôi trời. Oh my god, nhà tôi. Thôi xong rồi. Thôi xong mình rồi các bạn ơi. Ôi tụi này mạnh quá. Phải cần tiếng hát diện thạch thôi. Đây các bạn, mình chém liên miên nè. Có rơi đồ gì cho mình không? Ô, Summoner Call là cái gì vậy các bạn? Con chó sói nữa này. Đây mình muốn giết cái con này quá. Nhưng mà khó quá các bạn, không tài nào luôn ấy. Thì mình cần chặn cái chỗ này lại cho đã. Ok, ghê quá. Làm sao mà giải quyết cái đống này đây? Quá khổ các bạn ơi, quá khổ. Phải chăng mấy con này ấy, mình giết tới một hồi là nó sẽ chết đi thì mình không nói. Nhưng mà cái này chém hoài nó không chết các bạn ơi. Nó cứ vậy hoài luôn ấy. Đó, nguyên đêm thì mình giết được hình như là hai con hay sao ấy. Ờ mà cũng hay, nó cho mình cái summoner core đấy các bạn. Một cái điểm gì đấy. Từ để mình search xem. Đây cái này nè, để làm gì? À, để làm cái cây này các bạn ơi. Wow, tuyệt. Mà còn chỉ thiếu cái long arm nữa. Làm sao để có cái long arm đây? How to. Siêu khó các bạn ơi, đúng là siêu khó có khác. Thôi, mình nghĩ là mình sẽ không ở đây nữa. Mình nên đi chỗ khác để mà tụi này nó tự chết thôi, chứ mình không giết được nữa. Cái là cái như vậy ấy. Nè, bây giờ mình sẽ thử để cái khiên ngồi lại ha. Sẽ lại mình xem nó bao nhiêu máu nha. Ô, thôi, đâu có ai làm gì đâu. Ok. Mình cần xem nó có bao nhiêu máu nha. Nè, con này Adapted Breaker này. Nè các bạn nhìn máu nó tuột nha. Đó, không thể được, không thể tuột được. Tuột được có một cái à. Rồi đâu lại vào đấy à. Ok, để mình thử kiên nhẫn một lần nữa xem. 54, 53, 52, 51, ok, 50. Ở đây được nè, khúc này có vẻ được nè. Đó, lâu lâu nó bật cái hệ thống gì của nó lên á, mà mình sẽ không chém được nó nữa. Ok, bỏ cái khiên ra đi cho nhanh xíu. Long arm. Ok, I want to kill you. Mình cần kill con này. Mình cần giết con này các bạn ơi. Bằng mọi giá. Bằng mọi giá để mình. Ok, để mình giết nó thử xem. Ô các bạn ơi, mình mới bị con long arm nó nhảy vô nhà được. Nó mới nhảy vô nhà của mình luôn. Nó đâu rồi? Nó mới dí mình đó các bạn ơi. Oh my god. Khó quá. Chúng ta cần thay đổi cái mặt. Cái mặt này lại thành hắc diện thạch hết. Các bạn thấy chưa? Từ từ. Mình cần chặn cái chỗ này lại. Ok. Giờ tôi scare. No. Ôi, hồi nãy thì mình giết được thêm một con long arm đó các bạn ơi. Đây, và nó trong nhà mình kìa các bạn thấy chưa? Làm sao giết nó đây? Rồi, cái súng của mình cũng đi rồi. 4 máu, 5 máu, 4 máu, 9 máu, 4 máu. Ờ, con này sắp chết rồi nè. Ok, ok. 3 máu, 7 máu, 6, 5. Nó cứ hồi máu liên tục vậy thì làm sao mình giết ở đây? Ôi, căng thẳng thiệt. Siêu căng thẳng. Mình mới bị nó dí, mình la làng luôn ấy. Nhưng mà khúc đó mình chưa có quay. Ok. Ok. Rồi, cái khúc này hết giết được rồi nè. Căng thẳng quá các bạn ơi. Ai ơi. Rồi hết giết được nó rồi. Giờ làm sao đây? Làm sao để về nhà đây? Muốn giết thêm, mình muốn tham thêm mấy con này.
để mà mình có được những cái kia mình chế tạo vũ khí đó mình giết nó dễ hơn. Nhưng mà bây giờ thì mình không có cách nào vào nhà của mình được nữa rồi. Dụ nó tới để chém nó các bạn. Đây nó nè, nó nè. À nó bị kẹt, nó bị kẹt. Cái chỗ này nó bị kẹt. À nó quá lùn các bạn ơi. Nó quá là lùn. À làm chạy quá trời quá đất. Ok. Bó tay chấm cơm luôn ấy. Khó thiệt. Rồi, đó mấy anh bạn vô nữa rồi đó. Đó, đó. Ôi god, thôi. Mình nghĩ là sớm muộn thì mình cũng sẽ chạy trốn thôi. Cái cánh của mình thì mình lại làm rơi ở ngay cái chỗ đó các bạn ơi. Mình làm rơi cái cánh thiên thần của mình ngay cái chỗ này nè. Rồi làm sao mình nhặt lại đây? 3-4 thanh niên vào hỏi thăm luôn. Ok, đi qua đường bên đây để mình chặn cái đường tụi nó nhảy vô cái đã. Oh my god. Đây có một... Thôi. Nó khỉu, nó đụng được mình ấy. Run. Đừng cho nó đụng mình. Chạy. Căng thẳng quá, mình sẽ dùng cánh lửa nha. Ok, cánh lửa của tôi đâu? Tại cánh lửa của mình độ bền còn nhiều, nên dùng cho nó chắc. À, thức ăn. À, 8 cái này, ok. Cái này có thể ăn được này. Thuốc hồi máu. Dây buộc có đem theo rồi. Ok, có lẽ là mình sẽ bắt động vật về thôi. À, ok. Mình sẽ dụ tụi này đi ra khỏi nhà mình đi. Hey, you guys, hello. Đi ra khỏi nhà tôi đi mà. Ok. Ok, mình sẽ dụ tụi nó đi lại đây nha các bạn. Ok. Đó. Dụ tụi nó tới chỗ này đi, cho nó ok. Ê, hey, mấy con kia. Con giỏi thì tới đây nào. À. Cái này thì mình sẽ có thể gọi là quay lại để mà xây dựng lại khu vực nhà mình. Chứ bây giờ nó hơi khó cho mình rồi. Là siêu khó rồi. Tới đây nè. Tới đây nè. Ok, mấy con đó nó bị kẹt trong đó luôn mấy cây ấy. Bây giờ có cách nào ta? Để mình suy ngẫm thử xem. Bay lại gần gần chút xíu. Bay lên đọc cây ở đây. Ok. Ok. Ở đây được rồi bro. Được rồi. Ok. Ok. Tới đây nào. Ủa trời lại tối nữa rồi các bạn ơi. Chưa kịp dắt con nào về hết. Đây. Dụ tụi nó lại đây bớt đi. Mình sửa chữa nhà mình sau. Chứ bây giờ căng quá. À, mình sửa chữa lại hắc diên thạch thì sẽ ok hơn ấy. Chẳng biết cách nào có thể giết được mấy con này nữa. Ôi nhìn cái mặt của nó kìa. Mình kiểu muốn ăn tươi nuốt sống mình nữa các bạn. Giá mang rợ thiệt chứ. Không sao. Mình sẽ cần bay đi tìm những cái sinh vật, những người bạn của chúng ta, để bắt về nhà trước tối các bạn ơi. Ok. Mình nghĩ xung quanh đây chắc cũng xuất hiện một vài sinh vật ấy nhờ. Để xem coi có người bạn đồng hành hay không. Mấy con hưu này thì không làm gì được rồi. À, để xem nhá. Ui đói quá. Bay thêm đi. Con gà này nó có ăn không? Nó có ăn cái hạt giống không? Con gà này nè. Ờ không phải, con này không ăn đâu các bạn. Mình đoán như vậy ấy. Ok. Thì tới đây chúng ta sẽ tìm thêm. Trời tối nữa rồi. Hy vọng đêm nay không có trăng máu nha. Mình hy vọng như vậy đi. Bay xa xa thì... Wow. Có heo luôn. Có chỗ gì đây? Ở đây có một cái chỗ gì nè. Oh. Ok. Không có trăng máu nè. Mình có thể... Đây một cái tòa thành à. Tòa thành bỏ hoang. Ở đây thì nó cho mình cái gì? Rướng à. Miễn phí. Rướng này miễn phí à. Oh my god. Good job. Wow. Thôi giáp ngựa kim cương để lại đi. Mình cũng chả lấy giáp ngựa kim cương làm gì cả. Một tòa thành. Ở đây mình khám phá nó luôn các bạn. Oh. Tới lúc này thì mình nên cầm cái sharper hơn. Tại vì mình cần hai tay. Mình nghĩ đây nó phải có mấy cái đồng spawn nhện hang quá. Mình nghi lắm nha. Mình nghi có nhện hang ở đây nha. Ok. Rồi mình nghĩ chắc chắn rồi. Ở đây nó sẽ là cái chỗ của mấy con nhện hang á. Chắc chắn luôn. Cái chỗ này rất quen. Giống cái kim tự tháp lắm các bạn ơi. Wow. Mình có thể trốn cái tổ ký sinh trùng ở đây nè. Thiệt nhờ. Ok. Wow. Cái chỗ này thì là cái chỗ hôm bữa mình thấy này đúng không? Công nhận nó gần nhà mình thiệt sự luôn ấy. Ok. À, mặc áo này vô để mà tăng cái độ giáp của mình lên, độ trâu của mình lên. Bên đây thì
nó vẫn sẽ có room cho mình đúng không? Ok, cho miếng room đi. Hiệu sức 5, nhữ 3. Nhưng mà sách này thì mình chưa dùng được, anh thôi cứ để đây đi. Đây, những cái này mình rất cần này. Ok, và bên đây nó cũng sẽ tương tự như vậy luôn. Hóa ra như vậy à. Ok. Lâu lắm rồi mới có một đêm yên bình ấy. À, mang đôi cánh vô. Để mình nhảy xuống chỗ dưới chỗ tầng này xem coi. Cái cổng đi vào là cái gì? Wow. Lạ quá các bạn ơi. Ký sinh trùng. Ký sinh trùng. Con ký sinh trùng ở đây, con này con Ricker các bạn ơi. Giết nó được không ta? Không biết là giết được không nữa. Tại mình sợ nó bị cái nó có ở chết rồi. À, mấy con đứng một mình thì giết được nha. Mấy con nó đứng chùm 5 chùm 7 là hồi bó tay. Wow. Mình đoán nha, nhận hang chắc luôn ấy. Ok. Lại có đường đi nè. Ok. Không có lòng spawn có một con gì luôn ấy. Lạ là lạ chỗ này nữa các bạn. Đó, ít nhất là phải có một cái gì đó chứ. À, liều mình đi vào xem thử nha các bạn. Mình sẽ liều một phen. Hy vọng là không bị gì. Nó có gì thì mình chạy nhanh luôn. Mà mình đoán là nó làm sao nhện rồi. Ok. Mình sẽ tập trung nghe cái âm thanh cái đó. Có phải là tiếng của mấy con nhện không? Ok, một cái đường cầu thang đi lên. Lại có một cái đường như thế này. Chả có con gì ngoài cả các bạn ơi, không có con gì á. Ô, có Ripper. Có Ripper nha. Ở bên đây thì không có gì hết, là đường đi thôi. Cho mình qua đây mình bắn con Ripper cái đã. Cho mình tập trung chút xíu các bạn ơi. Đường bên đây là nó quay lại cái chỗ mình mới cắm đuốc nè các bạn. Còn ở đây thì mình mới giết con Ripper ở đây thì có lòng spawn Ripper không nhỉ? Tới một cái khu trung tâm như thế này. Cái chỗ này thật sự là rất đáng để mà chúng ta làm một cái căn cứ của mình ở đây các bạn. Các bạn thấy hợp lý không? Nếu hợp lý thì mình sẽ làm một cái căn cứ ở đây. Không có lòng spawn luôn. Mình nghe tiếng nhện rồi. Không biết trong đây có TNT không ta? Không có các bạn ơi. Ok, mình sẽ cất một vài thứ ở đây nhá. Ok, rất nhiều đồ có thể cất. Đó, mình nghe tiếng nổ được rất nhiều này. Hơi dã man nhưng mà ok, mình chịu được. Rất nhiều sắt nha, không phải là ít đâu. Các bạn thấy hợp lý không nhờ? Hay chúng ta dùng cái này làm căn cứ của mình luôn ta? Mình sẽ có hai căn cứ luôn. Mà không biết mình có sống qua được con này không nữa. Tới chỗ này là đường cục rồi. Ở đây lại có đường, nha. Một cái mê cung. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ làm thêm một stack đuốc nữa để mà dùng. Đó, hợp lý không? Cắm thêm một cây ở đây và một cây ở đây. Mình sẽ stack lại cho nó đỡ tốn hành trang của mình. Ok, bên trái hay bên phải đây? Bên đây có vẻ đáng tin hơn. Nói chung là không, mình thấy nó không có dễ dàng mà ăn như vậy được đâu. Đâu có đơn giản mà nó cho mình một cái căn cứ không có cái gì đúng không? Nó phải có một cái gì đó. Ít nhất là mình phải chiến đấu để mà mình gọi là cạnh tranh các thứ. Nó chả cho mình cái gì cả. Mình hơi nghi ngờ. Nói chung là mình nên nghi ngờ đi. Chính xác, nhìn hang các bạn ơi. Chiến các bạn cung đi. Đùa nhau à? Thương, nhận thương. Đấy là nhận thương. I need some block. Yes. Rồi. Đi đường này thử xem. Hello. Có ai đây không? Đường cầu thang đi lên. Đi lên cái chỗ lúc nãy nè. Ok, mình hiểu rồi. Như vậy là nó chả có một cái gì cả. Ok, ngon lành. Nhưng mà lúc nãy đi thì mình tìm được hai cái room. Khá là tuyệt. Hồi nãy còn một cái đường nữa đúng không các bạn? Hồi nãy mình nhớ là còn một cái đường nữa. Đường này sẽ cho mình cái gì đây? Nó cho mình một cái vách tường. Hai cái vách tường luôn. Thôi, tới đây thì mình nghĩ không còn gì rồi. Đi lại bên đây. Các bạn nghe tiếng nổ nhiều không? Đó, hiện tại là không có đêm trăng máu. Nhưng mà ở giai đoạn 4 này thì tụi nó vẫn rất mạnh các bạn ơi. Mình phải bó tay chấm cơm luôn ấy. Bên đây thì sao? Bên đây lại có đường này.
Đường này thì nó lại bắt qua cái chỗ mình đã từng đi rồi. À, cái chỗ cổng ra lúc nãy nè, cái con Ricker nó đứng ở đây nè. Chính xác. Ok. Đường này thì nó còn cho mình cái rương nào. Ok, coi như đường này là mình khám phá xong một bên nhá. Ok, hiện tại là clear. Ủa? Hình như này mình đi từ bên đây mà mình đi qua bên kia luôn à? Ok. Chỗ này hợp lý để mà làm. Nếu mà mình đào rộng ra có thể làm được cái bảo tàng ở đây các bạn. Các bạn thấy hợp lý không? Khỏi mất công xây dựng nhờ. Ok, cắm một ít đuốc để mà chiếu sáng chỗ này đi. Ghi nhớ tọa độ một cái. 1621 trừ 2324 của chớp. Ok, cắm thêm ít đuốc ở đây. Tới lúc thì mình nghĩ là mình nên bay về rồi. Ok, bay về nhà để xem coi tình hình ở nhà mình như thế nào. Chứ hiện tại thì mình cũng đang khá là lo lắng đó các bạn. Where's my home? Đường nhà tôi ở đâu vậy? Đây để mình nhớ xem nha. Cái tòa thành nó bên đây. Nhà mình chắc chắn ở đây luôn. Đây, biết ngay mà. Lần trước thì mình đã vô tình thấy rồi. Mấy con nó còn không? Mình nghĩ là không. Mình nghĩ tụi này nó không còn ở đây đâu. Đoán xem nhá. Thôi, còn một con à, còn một con à. Ok. Về nhà phòng thủ thôi các bạn ơi. Ok. Đáng sợ thiệt sự ấy. Rồi. Mỗi lần như thế này là mình nên chạy thôi chứ chả biết cách nào nữa. Ôi, đáng sợ nha. Có con nào nó rơi cho mình cái kia không? Rồi đó, cánh thiên thần của mình nó cũng biến mất luôn rồi. Ôi, mình lỡ làm rơi ở đây một cái nó biến mất cánh thiên thần của mình luôn. Hơi tiếc các bạn ơi. Nhưng sao, cánh thiên thần thì làm cũng dễ. Nên không sao ha. Mình có cái này. Cái này khá là quan trọng trong cái việc làm cái lưỡi hái. Nhưng mà mình may mắn mình có được cái này rồi. Ok. Mình sẽ qua bên khu vực bên đây mình sửa chữa lại chút ít. Cho nó đẹp đẹp lại các bạn ơi. Ôi trời gần sáng này. À, sửa chữa ở đây đúng không? 3 3. Chỗ này chúng ta sẽ xây lên như vậy. Ở đây chúng ta sẽ xây qua như vậy. Ok. Mình xây tạm tạm thôi các bạn ơi. Sau này mình sửa lại hắc diệt thạch hết cho nó an toàn. Này mình bó tay rồi. Hắc diệt thạch thì nó không có đẹp đâu, nhưng mà nó an toàn là được các bạn ơi. Chu choa thì chưa đáng sợ ghê chưa. Ok. Ở đây chúng ta sẽ cần làm thêm một lớp ở trên đây nữa. Đấy, như thế này. Rồi. Tạm thời thì phần bên đây mình đã giải quyết xong rồi nhá. Tiếp tục quay về đây thôi. Bữa nay hơn mình hơn là mình gặp không có đêm trăng máu các bạn. Và được một cái này, nhưng mà cũng chả được gì mấy đâu. Ok, mình nghĩ là mình sẽ chế tạo thêm một cái cánh thiên thần nữa. Một cái này. Hai cộng long có rồi đúng không? Thêm bốn bốn này nữa. Bốn vàng nữa là chúng ta sẽ có được. Ok. Đấy, hai cộng long. Rồi. Làm lại được cánh thiên thần mới thôi nào. Yes. Angel wings. Yeah, good job. Rồi. Mình sẽ cất cánh lửa đi. Mình bay tạm cái này thôi. Ok. Đi tìm thêm những người bạn mới về bỏ vô cái tầng hầm các bạn ơi. Đó, ít nhất là chúng ta phải đạt được cái thành tựu đó trong tập này. Để xem coi. Lại đi tìm thêm những người bạn này. Cực chưa. Phải chi mà những con này nuôi được thì tốt biết mấy. Để xem nhá. Mình sẽ để cái này để mình mình ăn cho nó dễ hơn. Bên kia có mía. Quên. Ngay chỗ tòa thành lúc nãy là mình có con heo mà. Trên kia mình có thể lấy mấy cái bông hoa đấy. Nhưng mà nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Mình sẽ bay lại cái chỗ tòa thành lúc nãy để mình lấy mấy con heo. Có mấy con heo ở đó đó các bạn ơi. Đâu rồi? Có tòa thành lúc nãy đâu? Bên đây. Đây, chính xác. Lúc nãy có thấy mấy con heo ở phía trước rồi ta. Hay nhờ. Rồi luôn. Chạy hết trơn rồi. Ok. Xuống ra tay với lại những con này thôi. Cho tụi nó nếm mùi thế nào là cái cây Hornbread sắc bán năm này. Tới đây chàng trai. Để xem nhá. Ôi trời, thở nó bị lag. Mày one hit. Chịu chứ con. Ok. Để mình đi qua bên đây mình xem thử xem coi có con heo nào bên đây không các bạn. Nãy rõ ràng nãy thấy ba con heo mà. Mày đó, giết tụi này farm thêm ít kinh nghiệm các bạn ơi. Không lẽ đây là những con heo của mình lúc nãy. Gà đúng không? Gà, yes. Hấp chicken. Ôi, muốn khóc thiệt. Mình sẽ bắt hai con gà về. Hai con gà. Nhanh nào.
đem xuống dưới bỏ dưới luôn. Ok, chúng ta cần hai con. Một con, ồ có trứng nè, tụi này nó có thể đẻ ra thêm trứng, tuyệt vời. Nên mình chỉ cần bắt hai con thôi. Trắng nhờ, trắng và xám. À thôi, nếu mà trắng thì trắng đen thì mới là một cặp, thì mình sẽ chừa những con gà còn lại ở lại. Ờ khoan đã, phù thủy à, nhà phù thủy. Để các em xem coi có phù thủy ở đây không các bạn. Mình giết ổng luôn. Có vẻ như là không rồi, không có, không có. Bò, bò các bạn ơi. Ok, bò thì phải lấy bò thôi. À, lấy thức ăn ra xem coi còn cái nào không. Xíu hết thức ăn, còn có cái ăn trên đường các bạn ơi. Nếu không là không bay được. Mình gần hết thức ăn là mới cay ấy. Có thể làm được bánh mì này, nhưng mà thôi, tạm thời ăn dưa hấu vậy. Ôi, mình nghĩ là nên dắt bò về hơn. Ok, tuyệt vời. Bò thường ha. Và bò đen. Ok, như vậy đi. Đó, chừa hai con này lại đây cho nó sinh sản thêm đi. Tại vì hiện tại thì mình cũng không có đủ ấy. Ok, chúng ta sẽ cần ăn một ít đi. Ok, bay một mạch về nhà luôn. Còn sau đó chúng ta sẽ đưa hai con bò này xuống tầng. Bay thế nào? Đây, bay theo đường bên kia để mà về. Đây, sợi dây vẫn còn nhá. Như thế này thì có vẻ là hơi hơi ác với những cái người bạn của chúng ta. Nhưng mà thôi, chúng ta phải cố gắng thôi. Chỉ có cách này mới có thể là cứu rỗi được nhân loại thôi các bạn ơi. Đấy, tòa thành của mình rồi. Mình sẽ đưa nó xuống dụng nước ở đây nha. Ok. Good job, đi thôi, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Rồi, từ chỗ này thì mình sẽ đưa hai con bò đi vào. Lần này thì mình nghĩ là nó ok rồi đó. Không sao đâu. Đó, trứng gà để xem coi, lát mình thử cái độ may mắn nha. Ba trứng có ra được con gà con này không? Chỉ cần ra được một con thôi là mình có thể nhân giống lên tiếp rồi. Nhặt lại sợi dây cái đã. Que sợi dây. Sợi dây của tôi đâu? Ờ? Ờ hay nhờ. Trời ơi cay quá các bạn ơi. Mất sợi dây rồi. Ở đây, một sợi. Một sợi và hai sợi. Đi 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 đi. Nhưng mà không có cũng không sao đâu, mình có cái biện pháp là có đồ ăn mà. Không có sao hết các bạn ơi. Đó, à, nhìn à. Tụi bay không có bò, tụi bay ghen tị à. Cái thanh niên này. Chắc là mình ăn thịt bò ở đây luôn quá. Đi nào, chăm chỉ lên. Chắc tại mình đi nhanh quá, nó đứt dây các bạn ơi. Đây đây. Đó, phải chậm chậm thế này nè. Mấy anh bò có cái lòng tự trọng của mấy thanh niên bò các bạn ơi. May quá nhờ. À, không may lắm, mình định nói là khu nhà mình nó clear. Chưa gì là mình gặp thanh niên đó rồi. À, đi thôi. Đi nhanh nhanh nào các bạn của tôi ơi. Đúng rồi, tới đây, tới đây. Đó. Tới đây, tới đây, tới đây. Rồi, đi vào nhà. Đi vào nhà. Vào đây, chính xác. Chính xác. Ok, lấy lại cái này luôn. Rồi, lần lượt dắt hai người bạn bò chúng ta đưa thẳng xuống dưới hầm luôn các bạn ơi, không có lý do nào mà không đưa hết đấy. À, phát cầu thang không? Đưa xuống dưới hầm hơi nguy hiểm nha. Mà chỉ có cách này thôi các bạn ơi. Ok, mình sẽ đưa bằng cách này nhá. Nó hơi kỳ cục nhưng mà thôi đưa bằng cách này đi cho nó ok. Không biết là có con nào nó xung quanh hay không. Đây, để xuống dưới đây. Ok. Đó, hai người bạn bò của chúng ta. Đó, rồi đào tiếp thôi các bạn. Ok. Và chỗ này là xuống ngay cái hành lang của mình. Chính xác. Đó. Cách này thì nó hơi nhanh chóng đấy. Ok, đi vào đây. Ở chỗ này mình chưa lắp đất lại nữa các bạn ơi. Ok, thôi dắt bò vào lắp đất sau. Ok. Chào những người bạn bò của chúng ta. Good job. Chỗ này thì ok. Rồi, như vậy là mình có hai người bạn bò nhá. Hiện tại thì mình sẽ cần đóng cái chỗ này lại. Ok, rồi, những mấy con bò đó cũng chả đi đâu được đâu. Bỏ cái trứng gà ra đây. Và một. May mắn chưa kìa. May mắn. Ok, thôi kệ đi. Một thanh niên gà cũng được ha. Mình từ từ mình tính sau. Con gà này lớn lên nó cũng sẽ đẻ ra thêm trứng cho mình nè. Ok, bây giờ thì mình sẽ cần làm gì tiếp đây ta. Đặt tên cho ba thành viên này. Và mình lấy đất xuống mình lắp cái chỗ đó lại. Where's my đất? Đây, đất ở đây có rồi. Hôm nay thì mình sẽ lắp lại như thế này. Rồi, lấy thêm up block, ok. Chúng ta sẽ cần có 3 cái name tag. 1, 2.
Đây, cái này cũng được nè. Ok, mình sẽ cho con gà đi, tại vì nó có một mình à. Lấy cái này cho nó, không nó sẽ bị cô đơn đó các bạn. Ok, lần này thì mình tự tin là mấy con gà, mấy sinh vật của mình nó sẽ không biến mất ở đâu. Ok, lấy tên hai cái luôn đi ha. Bò, ok, hai con bò. Ok, good job. Mừng thiệt sự luôn các bạn ơi, mừng rớt nước mắt. Tưởng là chỉ có gà thôi, ai ngờ có được mấy con bò nữa chứ. No. Đừng như vậy mà. Rồi xong lắm các bạn ơi, chưa gì. Con gà lại còn y nguyên à. Ủa, mình đi xa xa chút xíu là tụi nó sẽ biến thành ký sinh trùng hả? Rồi các bạn ơi, mình nghĩ con gà này nó cũng sẽ đi thôi. Nhưng mà thôi, mình vẫn còn quyền được hy vọng mà. Lên đây nào gà ơi. Đặt tên cho gà này. Ủa cái tên dài quá chị. Cái tên dài quá các bạn ơi. Gà ở đây sống vui nhá. Ai... Rồi, hy vọng là gà sẽ sống vui ở đây và không bị biến thành ký sinh trùng hay là bất kỳ sinh vật nào. Nếu mà con gà nó sống được thì lần sau thì mình sẽ đi tìm con gà mình nuôi. Rồi, bò thì chúng ta vô biên rồi, hết cắt. Rồi, ở đây thì mình sẽ sửa chữa là hai cánh cổng của mình. Ở đây một cái như thế này, và ở ngoài đây thì một cái nữa là chúng ta sẽ